các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Lệ Quyên giàu thế nào mà khoe với diva Mỹ Linh mỗi nơi có một căn nhà. Trong chương trình Chị đẹp đạp gió dễ sóng, Lệ Quyên khoe với Mỹ Linh mỗi nơi mình đều có một căn nhà nho nhỏ. Điều này khiến khán giả tò mò về cơ ngơi của nữ ca sĩ. Tập đầu tiên của Chị đẹp đạp gió dễ sóng 2023 lên sóng thu hút nhiều quan tâm từ khán giả, đặc biệt là màn tương tác giữa các chị đại. Gặp gỡ ở phòng son môi, Lệ Quyên đã mời diva Mỹ Linh sang nhà chơi. Khi được đàn chị hỏi hiện đang ở nhà nào, Lệ Quyên đã đáp rằng ở đâu cũng có một cái nho nhỏ thôi chị. Câu trả lời này đã khiến diva Mỹ Linh choáng váng, hỏi ngược lại: ở đâu cũng có một cái nho nhỏ á? Eo ơi, Lệ Quyên ơi! Từ đó khiến dư luận thêm tò mò về cơ ngơi của nữ ca sĩ. Trên thực tế, Lệ Quyên sở hữu loạt biệt thự khủng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Mỹ, không hề nho nhỏ như cách nói của cô. Biệt thự trắng bề thế tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, Lệ Quyên xây dựng một căn biệt thự tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích gần 600 m². Cơ ngơi của nữ ca sĩ được thiết kế sang trọng, hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, không gian mở, có thể đón nắng từ nhiều phía. Bên trong bài trí nội thất xa hoa, ở ngoài là khu vườn xanh mướt và hồ bơi rộng lớn. Lệ Quyên còn dành riêng không gian để treo ảnh của mình và tình trẻ Lâm Bảo Châu trưng bày những món đồ hiệu đắt đỏ. Tháng 10 năm 2021, biệt thự của Lệ Quyên bị kẻ gian lấy ảnh giao bán với giá 3,6 tỷ đồng. Giọng ca Nếu Em được chọn lựa khi ấy đã bày tỏ sự bức xúc, cho biết mức giá đó chỉ đủ tiền mua cái cổng. Điều này chứng tỏ giá trị thật sự của căn biệt thự rất lớn, biệt thự sang trọng tại Hà Nội. Ngoài biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, Lệ Quyên còn sở hữu một căn nhà rộng lớn tại thủ đô Hà Nội. Cơ ngơi của nữ ca sĩ được thiết kế sang trọng, lấy tông màu trắng và vàng làm chủ đạo. Dịp Tết Nguyên đán 2023, giọng ca Nếu Em được chọn lựa từng khoe một vài góc trong căn nhà này. Khán giả bày tỏ sự choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, có thể trưng bày được nhiều chậu hoa to, mang cảm giác ấm cúng. Biệt thự triệu đô tại Mỹ. Gần đây, Lệ Quyên chia sẻ những hình ảnh biệt thự tại bang California, Mỹ được mua vào 6 năm trước với giá 1,5 triệu USD, hơn 36 tỷ đồng. Cơ ngơi của nữ ca sĩ rộng 400 m², trang trí nội thất sang trọng, có sân vườn và tiểu cảnh. Lệ Quyên cho biết cô mua căn biệt thự này khi vừa mới xây xong, ý định là để cho con trai ở khi sang Mỹ du học, đồng thời làm nơi để nữ ca sĩ nghỉ ngơi mỗi khi lưu diễn ở xứ cầu hoa. Loạt tài sản giá trị khác của Lệ Quyên. Ngoài ba căn biệt thự khủng, Lệ Quyên còn sở hữu nhiều tài sản giá trị khác như đồ hiệu, trang sức và xe sang. Cô từng gây choáng ngợp khi lái chiếc xế hộp trị giá gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tậu thêm ba chiếc xe sang khác với giá từ 2 đến 5 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên cũng thường xuyên khoe ảnh mua đồ hiệu, trang sức đắt đỏ. Song, nữ ca sĩ lại khẳng định mình không giàu. Cô chia sẻ, nói tôi giàu thì không đúng đâu, tôi nói thật, không hề giàu. Nghệ sĩ là luôn luôn được mặc đẹp nhất, được chỉnh chu nhất. Những thứ lóng lánh tôi đeo mà mọi người đang thấy, chỉ để mọi người ngắm tôi cho vui thôi. Những cái đó không nói lên điều gì, ai nói nghệ sĩ giàu bao giờ, chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Lệ Quyên để tự tin khi tham gia chương trình truyền hình thực tế đầu tiên với vai trò thí sinh. Cô chia sẻ, bản thân tôi cũng không nghĩ rằng đây là thời điểm muốn bung tỏa, nhưng tôi thấy việc tham gia chương trình là một quyết định đúng đắn. Đến giờ, tôi đã đồng hành với chương trình được một khoảng thời gian rồi, tôi thấy mọi thứ đang rất đúng thời điểm, không sớm cũng chẳng muộn. Nếu chương trình làm sớm hơn, chưa chắc tôi đã tham gia. Đây là thời gian vừa vặn để tôi trải nghiệm bản thân ở những thử thách mới. Tôi rất hào hứng. Tất nhiên là cũng có những bỡ ngỡ, lo lắng. Tôi lo cho vai trò của mình ở chương trình. Đây là lần đầu tôi làm một thí sinh. Tinh thần của tôi là tham gia để hết mình với chương trình. Quan trọng nhất là sự giao lưu. Tôi không nặng nề về sự thi thố cho lắm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.